Nhậm Gia Luân bảnh bao Trương Quân Ninh thời thượng, nhưng phim gây hụt hẫng vì sao? Mới đây bộ phim Không Nói Tạm Biệt nằm kho sau gần 3 năm cũng đã lên sóng và nhận được đông đảo sự quan tâm chú ý từ khán giả. Tuy nhiên sau những tập đầu phát sóng, bộ phim vẫn chưa thực sự làm hài lòng những khán giả khó tính. Là câu chuyện kể về mối tình của cảnh sát chìm Mục Thanh Nhậm Gia Luân gặp gỡ và có tình cảm với cô con gái của trùm thủ lĩnh băng đảng khét tiếng. Liệu chuyện tình của họ sẽ như thế nào? Ở những tập phim đầu tiên lên sóng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực khi cho rằng Nhậm Gia Luân không hợp với vai diễn cảnh sát, trong khi đó Trương Quân Ninh với độ tuổi không còn trẻ để vào vai một cô gái có phần ngang ngược, hống hách nhưng vẫn đáng yêu. Vì thế bộ phim không gây được thiện cảm đối với người xem. Theo đó người hâm mộ chỉ ra rằng Nhậm Gia Luân vốn là nam thần xuất phát nổi đình nổi đám nhờ vào những vai diễn cổ trang tiêu biểu như Cẩm Y Chi Hạ, Thanh Vân Trí hay Mộ Bạch Thủ. Với một loạt vai diễn cổ trang ấn tượng trong quá khứ đã in sâu trong tâm trí của khán giả, người xem đã quen thói việc Nhậm Gia Luân điển trai trong tạo hình cổ trang. Bộ phim được nói tạm biệt là tác phẩm thuộc đề tài hiện đại, chắc hẳn sẽ là thử thách không hề nhỏ với nam thần Cẩm Y Chi Hạ. Theo như anh chàng chia sẻ, đây là bộ phim hiện đại đầu tiên mà anh chàng tham gia. Trong khi đó, bạn diễn của anh lại là nữ diễn viên được biết đến với các tác phẩm mang tựa đề Ngôn Tình Vườn Sao Băng, Thời Gian Đẹp Nhất. Thế nên việc tạo sự kết hợp ăn ý những màn chemistry thực sự là một thử thách. Thậm chí cô nàng họ Trương còn hơn Nhậm Gia Luân tới 7 tuổi, khiến cả hai có những giây phút còn ngượng ngùng và không hoàn hảo trong mắt của người xem. Chưa dừng lại tại đó, nhiều người còn cho rằng việc sử dụng hình ảnh nam diễn viên trẻ, điển trai và cô nàng cá tính siêu ngầu là không hề phù hợp trong tác phẩm truyền hình đề tài cảnh sát. Phải chăng đây chỉ là tác phẩm ngôn tình thần tượng, khoác lên mình cái áo của phim công lý mà thôi? Ngoài ra, nữ chính Trương Quân Ninh là con gái của ông trùm, nhưng lại là một nhà thiết kế, một cô người mẫu trong lĩnh vực thời trang, khiến nhiều nhân vật này của cô không khiến người xem cuốn hút. Điều này khiến những chi tiết xoay quanh cốt truyện trở nên sáo rỗng và dư thừa. Ngoài những lời chỉ trích và góp ý của cư dân mạng thì cũng phải dành nhiều lời khen cho sự đổi mới trong việc thiết lập cốt truyện của phim. Không còn là yếu tố căng thẳng của những cuộc đấu đá xung kích hay những trận chiến đầy quyết liệt như những tác phẩm trong đề tài này. Thay vào đó là sự tự nhiên đan xen giữa yếu tố lãng mạn cùng màn đối kháng IQ cực cao của dàn diễn viên chính đem đến cho người xem cảm giác vô cùng tươi vui. Đặc biệt chính là diễn xuất của cặp đôi chính được khen ngợi hết nơi. Nhậm Gia Luân diễn xuất cực tốt khi diễn bằng ánh mắt. Trong khi đó, Trương Quân Ninh lại ấn tượng với tài năng diễn xuất vốn có, không thể nào nghi ngờ của cô. Chắc chắn rằng ở những diễn biến tiếp theo của phim sẽ có nhiều tình huống hấp dẫn và lôi cuốn thu hút đông đảo nhiều hơn sự quan tâm từ khán giả.